dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang bị thiếu chất dinh dưỡng. Nếu cơ thể bị thiếu một trong số các vitamin và khoáng chất tối cần thiết mỗi ngày, thì các cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng bị trục trặc và sinh bệnh. Nhưng hiện nay có một số người do bận rộn nên thường ăn uống qua loa, sinh ra bị thiếu dưỡng chất. Đừng coi thường nếu bạn thấy một trong số các dấu hiệu sau nhé. Thứ nhất, bị nổi nhiều mụn ở mặt là do thiếu vitamin B2. Bạn hãy bổ sung cá, trứng, rau xanh, trái cây và các loại đậu. Thứ hai, bị nhiệt miệng và thường xuyên đau đầu là do thiếu vitamin B6 và B12. Bạn nên ăn chuối, cà rốt, thịt gà, cá và các loại ngũ cốc. Thứ ba, da đầu có nhiều gầu, khả năng cao là bạn đang bị thiếu vitamin B7. Hãy bổ sung quả bơ, lòng đỏ, trứng gà, cá béo và các loại ngũ cốc. Thứ tư, thường xuyên bị mệt mỏi là do thiếu vitamin D. Hãy bổ sung các loại cá béo như cá ngừ, cá hồi, như lòng đỏ trứng, ngũ cốc, nấm và nước cam. Thứ năm, cơ thể dễ bị bầm tím, môi khô ráp, nứt nẻ, đó là do thiếu vitamin C. Hãy bổ sung các loại trái cây họ cam, quýt, dâu tây và trái dứa. Thứ sáu, hay bị chuột rút, đau nhức xương khớp dẫn đến mất ngủ đêm. Rất có thể bạn đang bị thiếu canxi, hãy bổ sung các loại hạt, các loại đậu, sữa chua, mộc nhĩ và protein từ thực vật. Nếu bạn thấy mình có một vài dấu hiệu kể trên thì hãy ngay lập tức bổ sung vitamin và khoáng chất để tự bảo vệ sức khỏe của mình nhé. Nếu bạn không có thời gian hoặc không thể ăn nhiều thì bạn vẫn có thể uống bổ sung vitamin tổng hợp từ hơn 20 loại rau củ quả cô đặc vẫn sẽ cho hiệu quả tối ưu. Và đừng quên giúp Thuận chia sẻ thông tin hữu ích này tới nhiều người hơn. Bích Thuận cùng gia đình bạn khỏe đẹp mỗi ngày.